Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hunter Channel. Và các bạn ơi, Hunter thì có nhận mở cái gói VIP trong game luôn nha. Anh em muốn mở cái gói nào từ rẻ nhất cho tới cái gói cao nhất ha. Các bạn muốn mở thì cứ việc liên hệ trực tiếp với Hunter. Mình nhận mở và cái giá thì ghi giá trong game kèm theo một ít phí nữa nha mọi người. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên các bạn không có lo là nhà phát hành ban nít hay là khóa nít nha. Rồi và các bạn ơi, Hunter thì cũng có bán những cái nick Dragon City khá là xịn sò cho mọi người luôn ha. Đây, chẳng hạn như nick này đi, nhìn cũng khá là đẹp luôn. Rồi, anh em nào muốn mua những cái nick xịn về để chơi game thì các bạn có thể liên hệ mua bên mình. Mình nhận, đây, mình thì mình để khá là nhiều nick trên cái trang web của mình luôn là trang hunterchannel.com ha. Các bạn có thể ghé vào website của Hunter và lựa được cái nick nào thì có thể liên hệ mua trực tiếp với mình qua Facebook luôn. Còn link Facebook thì các bạn check link bên dưới phần mô tả của video cho an tâm nha mọi người. Rồi bây giờ thì anh em mình đi giao lưu nhẹ coi. Đây phần thưởng của chúng ta sẽ là... Ôi trời, phần thưởng này hơi bèo nha. Đây giờ anh em mình không có cày cuốc nhiều lắm đấy, cho nên đó là phần thưởng này nhìn hơi quả chai đậu xíu các bạn ơi. Ok, và anh em ơi, ai mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại anh ta một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ bên mình với nha. Đó rồi và các bạn biết rồi đó, cái nút đăng ký với nút like thì nó miễn phí ha, không tốn tiền đó. Và các bạn đừng quên nha, ủng hộ nhẹ cho Hunter Channel nha các bạn. Hiện tại thì anh em mình đã được 253.000 thành viên đăng ký kênh rồi đó. Ui chà, hơi căng nha, kèo này hơi gắt nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sức sát thương đặc biệt đến từ thành viên Heroic. Wow, bé này ngầu như trái bầu luôn. Rồi, bây giờ thì thi triển kỹ năng đặc biệt đến từ Heroic Dream các bạn. Một trong những nhân vật rất là đẳng cấp luôn. Với kỹ năng búp máu đại pháp khi ngụm. Đó, bơm phun máu cho các thành viên cute bên trong luôn. Quá tuyệt vời. Victory. Tiếp theo thì anh em mình sẽ giao lưu nhẹ với một cái tem. Nhìn nó thì bình thường. Nhưng thiệt tình là cái tem này nó bèo đối với mình quá. Đó, ít ra là phải có mấy cái con đặc biệt. Đặc biệt ở đây là nó có cái chiêu đặc biệt nè mọi người. Cái chiêu này nó sẽ được búp một cái lượng máu khá khá. Đây, ngang cơ với mình luôn nha. Khác biệt ở đây là anh em mình đang tăng thêm là 39% máu nữa. Cho nên tên bạn thì... Rồi, giao lưu nhẹ luôn. Wow, sau khi... Ôi, cây dây. Ôi. Ôi, cây thiệt các bạn ơi, con này nó chưa bị mất máu. Rồi, anh em mình sẽ bật cái chế độ nhây với tên bạn nha. Lắm. Quất tên bạn 3 cái luôn. Rồi, bây giờ sẽ đến với thành viên Heroic Stream của anh em mình. Đó. Cây nhờ. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với Titan. Bé này là Titan Macaron các bạn. Sở hữu sức mạnh đặc biệt đến từ dòng ma cà rồng, kỹ năng hút máu. Ấy chà, hút 140.000 máu nhưng mà tên bạn nó không có đủ máu để cho anh em mình hút các bạn à. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với thành viên đó chính là Heroic. Wow, vượt qua cũng khá là nhẹ nhàng nha. Tiếp theo luôn, tem này thì nhìn, ơi, cái tem ấy, cái tem y chang như tem hồi nãy, ẩu rồi. Pha này là hơi ẩu rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn thấy cái sức mạnh đặc biệt của nhân vật là Heroic Dream các bạn. Một trong những nhân vật rất là bá đạo đúng không? Ở đây thì bé yêu này của mình lượng máu đã bị tuột xuống khá khá rồi. Gần hết cây đúng không? Bây giờ thì anh em mình sẽ cho bé Dream của chúng ta ra bật cái chế độ gọi là lụm lúa. À, chỗ này lụm em này cái đi. Rồi, sau đó thì bây giờ anh em mình sẽ đến với Heroic Dream và chúng ta... Wow, bơm full no, ui chà, 300 mấy 000 máu. Thấy là nóng lạnh liền. Đó, coi như là anh em mình thêm một cái bé quái vật. Một cái con gọi là với cái lượng máu khổng lồ như vậy. Cho dù tên bạn được đam nhân 2 luôn nhưng mà vẫn không đủ sức để có thể hạ được thành viên này của mình nha. Rồi, ôi, kèo thơm. Nhìn tên bạn là các bạn thấy là chất lượng rồi nha. Ba con Heroic đặc biệt luôn các bạn à. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ bật sát thương X2 nè.
Đó, chỗ này thì chúng ta sẽ lụm nhẹ bằng kỹ năng đến từ bé ùi. Cây dạy hỏi 365.000. Rồi, ấy cha, ôi quên anh em mình đi du lịch luôn các bạn à. Bây giờ thì chơi chiêu đặc biệt nè. Wow, vậy búp bây giờ hồi sinh lại lượng máu khủng vậy. Cái gì căng 30% mà còn chơi trò bơm máu nữa chứ. Kẹo này gắt thiệt. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đến với là nhân vật heroic, kỹ năng là đánh lan. Tiếp theo thì anh em mình chơi chiêu đặc biệt luôn, Heroic Stream là chuyên gia trị dòng Karma luôn. Sát thương nhân 2 các bạn. Gặp Heroic Karma là gọi là anh em mình gõ liên tục liền. Rồi, bây giờ thì ôi ôi mạnh mẽ dữ. Với lượng máu được búp ây chà. Quá ghê gớm luôn. Rồi, ôi, hàng xịn nha. Con này chuyên gia khắc chế dòng ma cà rồng. Ở đây thì anh em mình vẫn mang một thành viên thuộc hệ ma cà rồng, đó chính là Titan nè các bạn. Ở đây thì anh em mình nhây nhẹ với tên bạn phát nè. Wow, 237.000. Ôi, cay thế nhờ. Ôi, pha này hơi ẩu luôn. Rồi, bây giờ thì hạ được một em. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với 55 ha. Rồi, để anh em mình nghĩ nhẹ cái coi. Ôi, anh đại chúng ta có sát thương nhân 2 nhưng mà ok, lên dĩa. Bập luôn coi. Bây giờ kẹt cái con ma cà rồng với cây. Ôi đừng quýnh hai lần nha. Ây cha. Ôi nó quýnh mình hai lần. Ôi lưỡi hái tử thần luôn. Ôi chơi vậy chơi lại mấy men. Chơi vừa bơm máu đủ các kiểu con này đẻo luôn. Và lượng đam thì con này nó khá là khủng lồ. Anh em mình đang có sát thương nhân 2 luôn. Ôi 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 đừng có quýnh hai lần. Ấy kèo này khoai rồi các bạn ơi. Chiêu này không xài được. Giảm sát thương là một chuyện nhưng mà giảm sát thương là một chuyện nhưng mà ấy cha lưỡi hái tử thân. Còn có 4.000 máu thôi các bạn. Còn vỏn vẹn có 4.000 máu thôi. Cái thiệt sự. Pha này anh ta hơi ẩu, để cái bé Heroic Stream chết trước các bạn ơi. Phải để cho cái con Heroic bình thường nó cày cho te tua máu đi. Rồi sau đó Heroic Stream nó chết, nó sẽ hồi sinh lại một cái lượng máu khá lớn. Đó, pha này anh ta ẩu cái chỗ đó ha. Rồi rồi, bây giờ là chú tới công chuyện với anh liền nè. Đó, chỗ này anh em mình nhây với cái giáp này luôn. Mấy con này nói chung là không nghĩa lý gì với anh em mình. Do mình anh em mình mà ẩu á, là chúng ta mới bị lên dĩa thôi. Vì đơn giản là các bạn biết anh em mình đó là khi mà rim này nó ngã xuống là nó sẽ búp một cái lượng máu khá lớn nha. Đó, cho đồng đội cho nên nó là wow, hồi sinh nó lại thêm một lần nữa. Đây, 389.000 máu vừa được bơm luôn. Quá là đẳng cấp các bạn à. Ui, trời ơi, nó hạ luôn Heroic Stream của mình. Nhưng mà không sao, bé này của mình thì nó cũng dư sức rồi các bạn. Với lượng máu gần gần 500 ngàn nha. Thì càng quét tem bạn không phải là một cái vấn đề gì quá lớn với anh em mình. Rồi, Victory. Ở đây thì anh em mình đã qua, ôi có nhiệm có event mới các bạn ơi. Bé hàng xịn sò lần này của chúng ta sẽ là một thành viên thuộc dòng M. Wow, vô chim ngưỡng nhan sắc cái coi. Ôi, ngầu phết nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là ôi, kiếm điểm ha. Để mình coi nhiệm vụ. Thu hoạch thức ăn với cho rồng ăn. Thu hoạch thức ăn thì ở đây anh em mình có sẵn nè. Đó. Ăn ấy chà bấm nhầm rồi. Cho rồng ăn thì chúng ta sẽ đến với đây, một phát một là đủ tiền. Quá nhẹ nhàng luôn. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo sẽ chiến đấu trong khu vực list các bạn. Là khu vực này đây.
bay vô hốt luôn các bạn ơi. Wow, bắt xe nhẹ. Ôi, xài Heroic Stream đi cho nó nhanh này các bạn. Với kỹ năng đặc biệt, con này nó quýnh cả 3 thành viên một lúc kèm lượng đam rất là khủng bố luôn nha. Đó, mấy em này thì không có cửa với bé Stream của chúng ta rồi. Làm gọi là tốc độ bàn thờ luôn. Ở đây thì... Rồi, kỹ năng xịn sò. Quá là ghê gớm luôn ha. Wow, 132. Pha này thì anh em mình giao luôn. Ui, có kể cả bé Kamat luôn. Wow. Rồi, Victory các bạn à, làm sao mà chống chịu nổi với cái sức sát thương khổng lồ đến từ nhân vật Heroic Stream của chúng ta được. Đây, nhẹ nhàng áp chế tên bạn luôn. One hit thôi. Trong khu vực này mà các bạn thấy anh em mình làm cực kỳ nhanh nha. Ở đây thì anh em mình lại đến với rồi, qua cửa Victory. Quá tuyệt vời. Ôi, ở đây anh em mình càng quét khá là lẹ luôn. Khu vực Arena thì anh em mình càng hết 6 trận rồi. Tạm thời là không chiến đấu trong đó được các bạn à. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại hắn tay một lượt đăng ký cũng như like nhẹ video ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.